Và những
Chúa Jeremia có lời Đức Chúa phán với
được đi cho ngươi thần mình trong đàn này, ta là ngươi. Được khi ngươi lập lòng mẹ, ta đã ngỏ ngươi. Ta đặt ngươi làm đô sĩ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa đường. Con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nọ. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để dạy bảo ngươi. Sự ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa cho tay chạm vào miệng tôi và bảo, đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Giờ đây là nghi thức phong chức phó tế và linh mục. Khởi đầu nghi thức là việc tuyển chọn các ứng viên lên chức phó tế và linh mục. Sau lời tuyển chọn chính thức của đức giám mục, xin cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa. Trước hết, đức giám mục sẽ tuyển chọn ứng viên lên chức phó tế. Xin mời các thầy sắp được thụ phong phó tế tiến lên. Thầy Giuse Nguyễn Chính Luật. Thầy Doan Bautista Nguyễn Ngọc Điền. Thầy Pedro Nguyễn Ngọc Duy. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha có biết những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách hữu quyền, con chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Tạ ơn Chúa. Mời các thầy về chỗ. Tiếp theo, đức giám mục sẽ tuyển chọn ứng viên lên chức linh mục. Xin mời thầy sắp được thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Giuse Stefano Phạm Văn Như.
Kính thưa cha, hồi thánh là mẹ chúng ta xin cha phong chức linh mục cho người anh em này. Dạ, con biết thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người phụ trách của quyền, con chứng nhận thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn người anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Tiếp đến, Đức Giám Mục sẽ phục vụ các kiến chức và hội đoàn. Xin mời các kiến chức quỳ. Kính thưa toàn đoàn và các kiến chức phần rất là mến. Trong bài học thứ nhất trên trong sách ngôn sứ Jeremiah, chúng ta nghe câu chuyện kể về thì tâm tình và thái độ của Jeremiah khi được Chúa kêu gọi và tuyển chọn. Cái câu chuyện rất dễ thương. Cái điều cho thấy là khi Chúa đã quan tâm, đã thấy Chúa đã yêu thương và tuyển chọn Jeremiah khi còn trong lòng này. Và Ngài đã mở lời kêu gọi Jeremiah khi ông còn rất ít tuổi. Ít tuổi đến mức độ cảm thấy mình nhát sợ và cảm thấy thiếu tự tin để trả lời với Chúa rằng: con là con nít, con đâu có biết ăn nói. Mình Chúa sai con đi rau giảng. Nhưng mà Chúa an ủi, Chúa khích lệ: đừng có nói con còn nhỏ, bởi vì ta ở với con, ta sẽ bảo vệ con, giải thoát con. Và Chúa đặt tay trên miệng ông để nói rằng: đây ta đặt lời của ta trên miệng ông. Nghĩa là khi Chúa luôn đồng hành, khi Chúa quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ và ban cho đủ sức mạnh, ban cho cái lời của Ngài để ông biết nói cái gì với dân Chúa. Cái câu chuyện này để mời gọi chúng ta hôm nay, có thể chúng ta nhiều tuổi hay ít tuổi, chúng ta có bằng cấp cao hay là mình không có bằng cấp cao, nhưng mà đối với Chúa, đối với sứ mạng của Ngài, có lẽ chúng ta không có dám tự tin đâu. Nếu chúng ta tin được là bởi vì chúng ta hiểu rằng Chúa tin chúng ta và Chúa ban đủ ơn để chúng ta có thể chu toàn sứ vụ của mình hàng ngày. Đó là một cái xác tín quan trọng mà chúng ta được mời gọi để chú ý, để xác tín và để sống hàng ngày trong đời sống của mình. Trong bài học thứ hai qua thư của thánh Phaolô gửi cho Timôthêu là người con thân yêu của Ngài, là giám mục, thì cái bài học lời mời gọi có vẻ khác đi. Thánh Phaolô nhắc Timôthêu dù đang có ông lớn rồi, nhưng mà Ngài nhắc nhủ Timôthêu là con hãy làm sao ý tứ đừng để người ta coi thường con là còn trẻ, nghĩa là phải ăn ở làm sao để người ta đừng coi mình là con nít. Mình cảm thấy mình là con nít trước mặt Chúa thì dễ thương, nhưng mà để người ta coi mình là con nít là không có dễ thương, là bất xứng, là không có phù hợp. Có những người thật sự nhiều tuổi lắm, có thể tự hào tự mãn, nhưng mà có khi sống cư xử như con nít. Cái điều đó có. Cho nên Thánh Phaolô dặn Timôthêu, một người giám mục, một người đệ tử thân tín của mình, phải quan tâm cái điều đó, phải quan tâm để ý thức được cái ơn mà Thiên Chúa ban qua việc đặt tay truyền chức, nó quan trọng lắm. Và biết sống cái cư xử từ trong lời ăn tiếng nói, từ trong cái hành vi đức tin của mình, trong cái cách cư xử, trong cái cách phục vụ của mình,
làm sao đừng mình làm giảm đi cái giá trị của ơn gọi, của sứ vụ, của thánh chức mà mình mang trong mình, để người ta coi thường mình vì mình còn trẻ. Tôi nhớ lời của một vị cựu giám đốc đại chủ viện Thánh Du Sê Sài Gòn, đó là cha cố Paulo Lê Tấn Thành. Ngài nói, các có thể xót xa rằng ngày hôm nay tôi cảm thấy buồn bởi vì tôi ít gặp những linh mục trẻ mà tôi gặp nhiều linh mục thanh niên. Thế cái tính thế gì của lời nói đến một trẻ, một thanh niên, nghĩ đến một thanh niên là một trẻ, không phải. Đến một thanh niên là có vẻ còn đời lắm. Có khi nhiều tuổi đó nhưng mà có ra vẻ thanh niên. Khi thanh niên nghĩ là có vẻ cô bồi lắm, có vẻ bạo lắm. Nhưng mà đó là những cái một khi nói rằng còn chưa lớn trong đời sống sứ vụ, trong cái tác vụ linh mục của mình. Thế đó là những cái mục mà ta nói thanh niên cho nó được sự, người ta nói là nó còn non, còn non mà còn xanh, cách khác là còn con nít thôi. Và có thể đó là con nhéo thì người ta coi thường mình là con nít. Có lẽ điều đó thì chúng ta thấy ngày hôm nay trong đời sống một tử có thể không thiếu những linh mục thì rất nhiều tuổi rồi, nhưng mà ăn ở cư xử không còn sợ ai. Lúc đầu thì có khi sợ Chúa, nhưng mà rồi từ từ Chúa sợ cái gì đó, người ta cũng sợ những con người, những người linh mục quá trẻ quá non. Thế là điều thánh Phaolô luôn nhắc nhở Timôthêu, chắc chắn điều này có ý nghĩa đối với các kiến trúc của chúng ta, có lẽ cũng là một lời nhắc nhở cả là những người mà trước mặt Chúa mình cảm thấy mình giới hạn, mình còn quá bé nhỏ, mình còn quá non yếu. Nhưng mà khi mình ý thức cái sự non yếu của mình và cố gắng để cậy dựa vào ơn của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa, là chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ, được Chúa nâng đỡ, để chúng ta bớt trẻ con đi, chúng ta bớt thanh niên đi, chúng ta bớt là những cái người trẻ mà không được người ta trân trọng, tín nhiệm, yêu thương, mà trở thành những con người còn quá trẻ. Để người ta biết rằng tại sao những người linh mục mà không được đào tạo nhân bản, để cái nền nhân bản, cái tính, cái sự trưởng thành của con người đó thiếu, nó còn non, còn trẻ qua. Cách đó là một lời nhắc nhở để cho chúng ta, các riêng những kiến chức và cả những người khi linh mục và giám mục nay, chúng ta được nhớ làm lòng để sống tìm nó. Và rồi trong bài tin mừng của Thánh Gioan chúng ta vừa nghe cũng vậy, Chúa Giêsu ưu ái nói các môn đệ của mình như cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con, hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Tức là Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của ngài, mời gọi chúng ta hôm nay là những môn sinh của ngài, mời gọi những linh mục, giám mục có tế cũng phải ý thức được rằng chúng ta đang được Chúa mời gọi đi vào trong cái quỹ đạo yêu thương của Chúa, để được đón nhận tình thương của Chúa Cha qua Chúa Giêsu đến chúng ta. Và trong tình yêu thương này, Chúa trân trọng chúng ta, ngài không muốn gọi chúng ta là tôi tớ đâu, mà muốn gọi chúng ta là bạn hữu. Ngài muốn những gì mà ngài biết đến Chúa Cha, ngài cũng sẵn sàng bỏ bài mặc cả cho chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng để chúng ta được ở trong tình yêu của Chúa, để cho chúng ta xứng đáng với tình thương và sự tín nhiệm của ngài, là chúng ta hãy sống giới răn của ngài đã dạy, là hãy thương bên nhau. Cho nên hiểu rằng chúng ta được yêu thương, được trân trọng, được tín nhiệm, ưu ái, để tuyển chọn và thánh hiến, là chúng ta được mời gọi để sống trong tình yêu, để sống trở nên dễ yêu hơn đối với Chúa và đối với mọi người, để chính nhờ đó mà chúng ta mới có thể phục vụ một cách xứng hợp hơn, phục vụ trong tinh thần khiêm tốn, trong lòng biết ơn đối với Chúa và biết ơn đối với mọi người nữa. Bởi vì cái ơn gọi và cái sứ vụ linh mục của chúng ta hôm nay chúng ta đạt được là nhờ ơn của Chúa, và không thiếu những công ơn của biết bao nhiêu người
cho chúng ta. Cho nên hiểu được điều đó để mình biết ơn và sống trong sự khiêm tốn, chúng ta sẽ có thể sống phù hợp với ơn gọi của mình. Chúng ta không có đánh mất đi cái ơn gọi của chúng ta một cách quá dễ dàng, và làm cho cái công việc phục vụ của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Không chỉ làm được việc mà chúng ta không bao giờ đánh mất con người, nhất là những con người bé mọn, những con người nghèo nàn, những con người được yêu thương, trân trọng và nâng đỡ. Và đó chính là cái sứ vụ quan trọng, cái sứ điệp hết sức là quan trọng mà Chúa gửi đến cho tất cả chúng ta hôm nay và các riêng trong các kỳ trước. Ước mong sao ta luôn ý thức được lời Chúa dạy, những bài mới, những cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh, trong lòng giáo hội và trong cuộc đời hôm nay, để chúng ta biết khi đón nhận được ơn của Chúa qua cái tiết truyền Kinh Thánh, chúng ta cũng trở thành những con người dù mình nhỏ bé, dù mình còn giới hạn, khiêm tốn, nhưng chúng ta tin tưởng vào Chúa, và trong sự tin tưởng đó chúng ta cũng biết sống một cách khiêm tốn chân thành và yêu thương phục vụ trong tinh thần khiêm tốn biết ơn các thiết thực như Chúa và các linh hồn của mọi người làm mong ước. Sau khi đã được ứng dụng và trước khi lãnh nhận chức thánh, các ứng viên phải công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ sắp được trao phó. Trước hết, Đức Giám mục thẩm vấn các ứng viên phó tế, mời các ứng viên phó tế đứng, ứng viên linh mục về chỗ. Các con rất thân mến, trước khi lên chức phó tế, các con phải tuyên xưng trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn được thánh hiến cho việc đặt tay của Cha và ơn Chúa Thánh Thần để thi hành từ tác vụ của Hội Thánh không? Các con có muốn Chúa toàn nhiệm vụ phó tế với lòng tạ ơn khiêm nhường để trợ giúp hàng tư tế và hướng dẫn giáo nhân thăng tiến không? Các con có muốn gìn giữ màu nhiệm đức tin trong một lương tâm ngay thẳng như thánh tông đồ dạy, và thông giảng đức tin ấy đúng phục âm và truyền thống của Hội Thánh bằng lời nói và việc làm không? Các con là những người đã sẵn sàng giữ sự độc thân. Các con có muốn suốt đời giữ quyết tâm này làm bằng chứng các con đã cống hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô vì nước trời để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại? Các con cũng muốn gìn giữ và nhân tác tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy các con có muốn trung thành chu toàn các giờ tiếp phục vụ theo điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa để cầu nguyện cho họ và trong toàn thể thế giới không? Các con sẽ chạm đến mình và máu Đức Kitô trên bàn thờ, về các con có muốn không ngừng sống đặt theo mẫu gương của người không? Giờ đây tiến chức đến quỳ trước mặt Đức Giám mục, hai tay chấp lại đặt trong tay Ngài để được thẩm vấn. Con muốn kính trọng và vâng phục đến bản quyền và bề trên hợp pháp của con. Con xin Thiên Chúa hành các việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con cũng kính trọng và vâng phục đến bản quyền của lễ trên hợp pháp của con. Con thưa con vua, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con cũng kính trọng và vâng phục đến bản quyền của lễ trên hợp pháp của con. Con thưa con vua, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Mời các thầy về chỗ.
Tiếp theo, ứng viên linh mục tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn. Còn rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, còn phải tuyên bố trước mặt nhân chúng quyết tâm của con về nhiệm vụ sắp đặt nhận. Còn cô muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc ngăn dắt đoàn thi Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Còn cô muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan từ các cụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin con giáo không? Còn cô muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các hồn nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa nhân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong nghi lễ tạ ơn và nghi thức hòa giải con. Còn cô muốn cùng với chúng tôi có ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà Ngài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho con con. Còn cô muốn ngày càng ký kết một thiết hơn với Đức Kitô thượng tế, Đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tích truyền vì chúng ta, và có muốn cùng người hiến thông cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Giờ đây tiến chức đến quỳ trước mặt Đức Giám mục, hai tay chắp lại đặt trong tay Ngài để được thẩm vấn. Còn tôi kính trọng và vâng phục Đấng bản quyền về trên hội pháp của con cầu. Thưa con hứa, xin đi Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Giờ đây chúng ta Ngài xin các thánh chuyển cầu cho các ứng viên chức thánh trong sứ mạng sắp được trao phó. Xin mời cộng đoàn nguyện, các ứng viên phụ phục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, gia tăng ơn thiên trên các tôi tớ Chúa đây là những kẻ Chúa đã chọn lên chức phó tế và linh mục. Thank you.
Xin Chúa đôi
Xin Chúa nói thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa nói thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục xin mời cộng đoàn đứng ứng viên phó tế quỳ. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con. Cha là đấng ban phát các ơn, phân phối các phong hàm và xin đặt các chức vụ. Cha không hề thay đổi mà vẫn căn tâm vạn vật. Từ muôn đời Cha đã quan phòng xếp đặt mọi sự. Cha đã nhờ Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con là lời, là sức mạnh và công an của Cha mà ban phát những điều thích hợp đúng thời đúng lúc. Thân thể người là hội thánh của Cha được phân biệt bởi nhiều ơn thiên và liên kết bởi nhiều chi thể hiệp nhất cách diệu kỳ nhờ Chúa Thánh Thần.
Cha đã ban cho con thể tăng trưởng và chuyển trở thành đền thờ với mẹ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thanh cha thêm thiên lập ba cấp thừa các quyền phục vụ danh cha, như cha đã chọn con cháu Lê Vi từ khởi đầu để chú toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ. Cùng thêm thời hội thánh sơ khai, các tông đồ của con cha được Chúa Thánh Thần tác động, đã cho mấy người có thiên tôn giúp đỡ các ngài trong thừa tác vụ thường ngày, để các ngài có thể chuyên tâm hơn cho việc cầu nguyện và rao giảng lời. Các ngài đã cầu nguyện và đặt tay lên đầu những người được chọn hay, rồi giao phó cho họ thừa tác vụ bàn thánh. Này cha, chúng con này xin cha đoái thương cùng nhìn đến các đôi tớ cha đây mà chúng con kim tôn phong lên chức phó tê, để họ sẽ phục vụ bàn thánh cha. Lạy cha, chúng con đại xin cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy này, để nhờ người các thầy được bày ơn cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác vụ phục vụ. Xin cho các thầy được dồi dào các nhân đức phúc âm, trong thành yêu thương, lo cho người bệnh và người nghèo, khiêm tôn thi hành quyền bính, sống đời trong sạch, tuân giữ kỷ luật đời sống thiêng liêng. Xin cho cha, xin cha cho đêm sống các thầy chiêu dạy gương cha, để nhờ làm gương về các anh đến ở, các thầy được dân thanh noi theo, và khi nêu bằng chứng lương tâm tôn lành, các thầy được kiên trì và vững mạnh trong đức Kitô, cũng như ở trần gian noi gương con cha là đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Các thầy đã đưa cùng người không trị trên trời, người là đấng hàng sống và hiển trị cùng cha, nhịp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời cùng toàn ngồi, các tân phó tế đứng. Giờ đây các ứng viên đã chính thức trở thành những tân phó tế. Các thầy sẽ mang dây vai chéo mặc lễ phục dành cho phó tế. Xin quý cha đã được mời giúp các tân phó tế mặc lễ phục. Tiếp đến, Đức Giám Mục sẽ trao sắc tin mừng và trao hôn bình an cho các tân phó tế. Con hãy nhận lấy phúc âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.
Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm của Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Xin mời các tân phó tế về chỗ. Tiếp theo đây, Đức Giám Mục sẽ đặt tay và đọc lời nguyện phong chức linh mục cho thầy phó tế được tuyển chọn. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Di Chúa là cha toàn năng, gia tăng ơn thiên trên tôi tớ Chúa đây, là kẻ Chúa đã chọn lên chức linh mục. Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con này xin Chúa nhận lời chúng con mà đổ tràn ơn phúc Chúa Thánh Thần và ơn chức linh mục trên tôi tớ Chúa đây, hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh yên sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn ngồi, ứng viên quỳ. Giờ đây, các linh mục hiện diện sẽ đặt tay trên viên chức. Xin mời cộng đoàn đứng. Tiếp theo là lời nguyện phong chức. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là đấng bao dung phong cha con người và là đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài thiên triều, nhờ Cha mà muôn vật thiên vương để hình thành một dân tư tế. Cha nhờ sức mạnh thánh thần xếp đặt các cử tác viên của Đức Kitô con Cha ở những phẩm hạnh khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay từ thời cũ ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tin. Vì khi Cha đã Môsê và Aaron cai trị và thánh hoa dân chung, Cha đã cho những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ vào tập thể và công việc của các ông. Vì vậy trong quan điểm, Cha đã phong phát thần trí của Môsê cho 70 người có trí thông minh để khi dùng họ phù dung, ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng hơn. Cùng vậy, Cha đã phong ban sự sung mãn của Aaron cho con cái ông để chức tư tế theo lệ luật có đủ người cho
dân khen đi lấy nhà tạm là hình bóng về những hồng ân sau này. Nhưng vào thời sau lên này cha chi thanh, cha đã sai đến thế gian, con cha là những Giê-xu, người là vị sư giáo và là đấng thừa kế của hội thánh chúng con. Người đã nhờ thánh thần mà nhớ đến cha chính mình làm nghi lễ ban sanh. Người đã cho các tôn đồ của người tham gia vào sứ vụ của người sau khi họ được tăng thanh trong chân lý, và cha đã ban thêm cho họ những công sự yên để rao giảng và thi hành công vụ cứu độ tất cả trần gian. Giờ đây lạy cha, chúng con lại xin cha cùng thương ban cho con người yếu đuối của chúng con được người này để trợ giúp, vì chúng con cần họ để chúng còn chứng tư tế tông truyền. Lạy cha toàn năng, chúng con lại xin cha ban chứng linh hồn cho tôi tới cha đây. Xin cha lại ban thần trí thanh hoa trong thầy, cho thầy biết chú toàn chứng vô nhi phẩm nhân được từ nơi cha, và cho thầy biết cải thiện phong hoa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho thầy trở nên công sự đi tôn lành của hàng giang hồn chúng con, để nhờ lời phúc âm do thầy rao giảng, nhờ ơn thánh thần sinh hoa kinh hoa trong lòng người ta và phát vui đến tận cùng trái đất. Xin cho thầy cùng với chúng con trở nên những người trung thành phong phát các hậu nhiệm của cha, để dân cha được đầu ơi nhờ phép rửa tay sinh, được mộ những nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy cha, xin cho thầy đi liên kế với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của cha cho đoàn dân đã được trao phó cho thầy cũng như cho toàn thể thế giới. Như vậy toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành những cha duy nhân được kiện toàn trong Đức Cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô con cha Chúa chúng con nên hằng sống hằng trị với cha trong sự hiện nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời Ngọc Đoàn ngồi tân nhân mục nữ. Giờ đây ứng viên đã trở nên linh mục của Chúa, tân linh mục sẽ mặc phòng phục như khi cử hành thánh lễ. Xin cha đại diện tiến đến trước tân linh mục mặc áo lễ. Sau khi mặc phòng phục, tân linh mục sẽ được đức giám mục sức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh. Từ nay, tân linh mục được thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh em trong việc cử hành các nghi thức. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa trong Kitô giáo và hiến dâng nghi lễ lên Thiên Chúa.
Con hãy nhận lễ vật của dân thánh và dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và đặt đời sống con theo khuôn mẫu cầu nguyện thánh gia. Tiếp đến, các linh mục hiện diện trao ơn bình an cho tân linh mục. Đây là một cử chỉ nói lên tình huynh đệ yêu thương, hiệp nhất và trợ lực cho nhau trong linh mục đoàn. Thank you.
chịu cố hình người cầm lấy lăng ta ơn mẹ ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là nguyện thầy sẽ bị đốt vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước với và biến cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến đây là mầu nhiệm ưu tiên. Lời Chúa xin nhớ lên một thanh Chúa lan và các hoàng đồng đây biên của một thanh trong thiên môn cùng với đức giáo hoàng Francisco đức giáo mục sư Sela và chúng con xin Chúa cùng nhớ lên những con cái này của Chúa là những linh mục và khoa tê mà hôm nay Chúa đã muốn ban cho một thanh cũng như nhớ lên toàn thể hàng giáo sĩ. Xin
tình yêu hơn cả sự chết. Con mong manh cao mỗi phạm trần, hàng cảm qua nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi. Kính thưa toàn đoàn, các thầy các
kính này, cầu kính tất cả khi làm cho chúng ta như thì bộ phải đón nhận một cái thực tế là một cái điều muốn nhưng mà chính trong cái hoàn cảnh này chúng ta mới thấy là cái điều gì là cốt lõi, điều gì là khó không được và những điều gì có thể bỏ. Cái điều gì nó có thể bỏ có nghĩa là không thực sự cần thiết lắm. Tôi thấy hôm nay là các tuần trước với cả gia đình nữa trước thánh lễ thì cũng đỡ mệt hơn và trong thánh lễ sau lễ cũng đỡ tiếp tục tiếp khổ hơn, không có những việc sâu xé nhiều lắm. Trong lễ thì con đã không biết nhưng mà sau khi xuống bước mồ hôi phải lo lắng không biết là các ngày có đến chưa và thân mình nổi đâu có vui không này kia, nó sẽ có rất nhiều những cái làm cho chúng ta lo lắng mà không cần biết và có khi nó có hại cho chỉ việc chúng ta đón nhận cái thiên chức cao quý này. Tôi nghe kể là có người có khi đều vô lãnh chức và trước đó thì có lăn xăng nhiều gì quá thì vô lãnh chức thì để giữ cái xỉu không lãnh chức được.
Yeah.